Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ tư ngày 28 tháng 2 năm 2018 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Kỷ niệm 60 năm thành lập xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Phụ. Cứu hộ cứu nạn ngư dân gặp nạn trên biển. Tối nay vào lúc 20 giờ 10 phút sẽ diễn ra lễ khai mạc lễ hội đền Trần Thái Bình. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Phụ tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở ngành, đoàn thể, các địa phương. Ngày 28 tháng 2 năm 1958, xã Quỳnh Minh chính thức được thành lập. Kể từ đây, mảnh đất giàu truyền thống cách mạng và con người với ý chí kiên cường đã đồng hành cùng với cả dân tộc, trải qua các cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, lập nhiều kỳ tích trong chiến đấu, lao động và sản xuất, xứng đáng là lá cờ đầu trong mọi phong trào thi đua yêu nước. Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quỳnh Minh luôn đoàn kết, hăng hái tham gia xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Tháng 7 năm 2013, Quỳnh Minh tự hào là một trong những xã đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. Kết quả lớn nhất mà Quỳnh Minh có được hôm nay không chỉ nằm ở hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, cơ sở hạ tầng, điện đường, trường trạm khang trang kiên cố, đời sống nhân dân ngày càng cải thiện, mà còn nằm ở sự thay đổi bền vững trong tư duy, nhận thức, lề lối làm việc, tập quán sản xuất của người dân theo hướng công nghiệp quy mô lớn. Nhìn lại chặng đường 60 năm hình thành và phát triển, mỗi thế hệ cán bộ, đảng viên, mỗi người dân trong xã càng thêm phấn khởi, tự tin và quyết tâm vượt qua thách thức, tạo ra những bước đột phá mới trong phát triển kinh tế xã hội, hướng tới mục tiêu cơ bản, nâng cao hơn nữa cuộc sống người dân. Chiều nay, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy, kiểm tra công tác chuẩn bị lễ khai mạc lễ hội Đền Trần Thái Bình năm 2018 tại Đền Trần, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà. Sau khi kiểm tra thực tế từng khu vực, nghe huyện Hưng Hà báo cáo chương trình của buổi lễ khai mạc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của ban tổ chức lễ hội. Để lễ hội diễn ra thành công, bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu đề ra, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện Hưng Hà tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá về lễ hội và nét đặc sắc của di tích quốc gia đặc biệt, khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, các nét đẹp văn hóa phi vật thể tại lễ hội, chú trọng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh, an toàn thực phẩm trong suốt quá trình diễn ra lễ hội, vận động các hộ kinh doanh, người dân trong khu vực nâng cao ý thức chung tay xây dựng hình ảnh đẹp về lễ hội đền Trần, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách trong và ngoài tỉnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh không khí trước giờ khai mạc lễ hội đền Trần Thái Bình vào phần sau của chương trình thời sự. Chuyển sang các thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình chủ trì hội nghị ban giải pháp giải quyết nợ động xây dựng cơ bản nông thôn mới và một số nội dung quan trọng khác. Sự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. Hội nghị đã nghe lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tình hình nợ động xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới, nguyên nhân phát sinh nợ động cũng như đưa ra phương án xử lý nợ xây dựng cơ bản các cấp. Hội nghị cũng nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo thực trạng hoạt động Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Sau các ý kiến tham luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu kết luận, để xử lý nợ động xây dựng cơ bản cấp tỉnh, lãnh đạo các sở ngành cần tiến hành rà soát, đánh giá, giám sát đầu tư đối với các dự án đang triển khai để đưa ra biện pháp xử lý phù hợp, trích quỹ dự phòng để hỗ trợ giải quyết nợ động, ngoài ra khai thác các quỹ đất và các nguồn thu khác, điều hành linh hoạt ngân sách để không chịu lãi phát sinh, nhất là đối với các dự án BT. Đối với cấp huyện, thành phố, cần quán triệt đến các cấp ủy, chính quyền các xã, việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện xử lý nợ động xây dựng cơ bản là trách nhiệm của người đứng đầu. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, đề án, phương án cụ thể để xử lý nợ động ở cả hai cấp và phải giải quyết dứt điểm trước ngày 30 tháng 6 năm 2019. Các địa phương, các ngành phải tuân thủ nghiêm luật đầu tư công, không triển khai những dự án mới không có trong quy hoạch, tiếp tục làm tốt công tác xã hội hóa trong xây dựng để vẫn thực hiện được dự án mà giảm được áp lực nợ xây dựng cơ bản.
đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị cho thu hồi toàn bộ số dư của Quỹ Phát triển Khoa học vào ngân sách nhà nước cấp tỉnh năm 2018 để triển khai kế hoạch nhân rộng việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008. Tiếp đó, cũng trong chiều nay, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình, chủ trì cuộc họp Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh, thống nhất một số nội dung. Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã nghe và cho ý kiến về chương trình hành động của người dự tuyển chức danh Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển Thái Bình, chủ trương về việc thống nhất để Chủ tịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Xổ số Kiến thiết Thái Bình bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty, về chế độ tiền lương của Phó Chủ tịch Hội Người Mù và việc tuyển dụng đặc cách và công chức nhà nước đối với các trường hợp của Sở Giao thông Vận tải. Sau khi nghe ý kiến của các thành viên Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất với chủ trương cho Chủ tịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Xổ số Kiến thiết Thái Bình bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty, đồng ý xếp lương bậc 1 đối với Phó Chủ tịch Hội Người Mù. Đối với việc xét tuyển đặc cách 7 trường hợp của Sở Giao thông Vận tải và công chức nhà nước, đồng chí Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị đối với trường hợp là viên chức đã đủ điều kiện hồ sơ, năng lực thì tiến hành các quy trình theo quy định hiện hành để xét tuyển đặc cách. Đối với các trường hợp đang là công chức nhà nước nhưng được điều động phân công đi các đơn vị sự nghiệp nơi khác thì tổ chức thi sát hạch. Đối với các trường hợp còn lại, cung cấp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ, xin ý kiến của Bộ Nội vụ. Từ thực tiễn này, Ban Cán sự Đảng yêu cầu thủ trưởng các ngành và các huyện, thành phố chủ động rà soát các trường hợp đã được tuyển dụng hoặc bổ nhiệm không đúng quy trình để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Năm 2018, dự báo tình hình thời tiết cực đoan sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Vì vậy, các đơn vị địa phương chủ động nắm tình hình và làm tốt hơn nữa công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Đây là chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017. Dự tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2017, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ của Trung ương, Bộ Tư lệnh Biên phòng phối hợp cùng các tỉnh, thành phố triển khai hiệu quả các giải pháp phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Lực lượng Bộ đội Biên phòng các tỉnh đã huy động hàng nghìn chiến sĩ và phương tiện hiện đại, kịp thời ứng cứu người và tài sản tại các nơi xảy ra sự cố, bão lũ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân chủ động nắm tình hình để có phương án phòng chống thiên tai, qua đó góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Phát biểu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cho biết, trong năm 2017, khu vực Thái Bình chịu tác động của 10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Dưới sự chỉ đạo của tỉnh, Bộ đội Biên phòng phối hợp với các địa phương điều động gần 260 lượt cán bộ chiến sĩ trên 30 phương tiện các loại, chủ động hướng dẫn hơn 1.460 chủ phương tiện tàu thuyền, gần 3.200 lao động vào các vị trí neo đậu an toàn, qua đó góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng kiến nghị Trung ương, lực lượng biên phòng phối hợp với các địa phương có phương án triển khai lực lượng và các phương tiện cứu hộ cứu nạn phù hợp với điều kiện địa hình ở từng vùng để công tác ứng cứu đạt hiệu quả cao nhất, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về phòng chống thiên tai cho nhân dân, chủ động ứng phó không để bị động bất ngờ. Trong hai ngày 26 và 27 tháng 2 năm 2018, các chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Cà Diêm Điền, Bộ đội Biên phòng Thái Bình đã tiến hành cứu nạn cứu hộ hai ngư dân bị gặp nạn trên biển vào trong đất liền. Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 27 tháng 2 năm 2018, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Diêm Điền nhận được tin cấp cứu trên phương tiện tàu xa bờ TB 90023TS do ông Nguyễn Văn Đăng ở xã Thị Xuân, huyện Thái Thụy là chủ phương tiện, đang đánh bắt trên ngư trường gần đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng. Có thuyền viên là anh Nguyễn Viết Vi, sinh năm 1972, gặp nạn gãy chân, nếu không cấp cứu kịp thời sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Diêm Điền đã nhanh chóng điều động tàu cứu hộ cao tốc cùng 5 cán bộ chiến sĩ và quân y lên đường cấp cứu người bị nạn. Sau gần 2 tiếng vật lộn với sóng gió, các anh đã tiếp cận được tàu, nhanh chóng sơ cứu ban đầu cho nạn nhân và kịp thời đưa anh Vi vào đất liền cứu chữa. Trước đó, ngày 26 tháng 2, các chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Diêm Điền cũng đã điều 5 cán bộ chiến sĩ ra tận Hòn Giáo, Hải Phòng đón ngư dân Hồ Trọng Trinh, sinh năm 1964, cũng quê xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, đang làm trên tàu TB 90175TS do Nguyễn Trọng Cường là chủ phương tiện bị ốm nặng để về đất liền cứu chữa. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Năm 2017, cả nước đã đạt được những kết quả to lớn ở cả hai chương trình Mục tiêu xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Đến hết năm 2017, cả nước có trên 34% số xã và 43 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm 1,51% so với cuối năm 2016, còn 6,72%. Để đạt được mục tiêu giai đoạn 2016-2020, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cần bố trí đủ và huy động đa dạng các nguồn lực để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới. Nội dung xây dựng nông thôn mới phải trở thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, không chạy theo thành tích. Các tỉnh, thành phố xây dựng cụ thể hóa các mục tiêu, giải pháp giảm nghèo vào chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, kịp thời phát hiện, biểu dương các nhân tố mới để nhân rộng trong suốt quá trình thực hiện. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cũng như là thực hiện cơ chế hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình chính sách, nên đến nay tỷ lệ hộ dân đấu nối sử dụng nước sinh hoạt nông thôn tại 5 xã của huyện Quỳnh Phụ do nhà máy nước sạch An Đồng cung cấp đã đạt hơn 80%. Hiện nay, nhà máy nước sạch An Đồng đang cung cấp cho 5 xã của huyện Quỳnh Phụ là xã An Hiệp, An Thái, An Cầu, An Ninh và xã An Đồng. Trong đó, xã An Hiệp, An Đồng có tỷ lệ hộ dân đấu nối sử dụng nước sinh hoạt đạt gần 90%. Hiện tại, các hộ chưa đấu nối sử dụng nước sinh hoạt nông thôn chủ yếu là các hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn. Nhà máy nước sạch An Đồng phối hợp với chính quyền các xã ra soát lại các hộ dân chưa đấu nối. Đối với những hộ khó khăn có nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt nông thôn, nhà máy hỗ trợ 500.000 đồng trong lắp đặt đấu nối. Đối với các hộ đặc biệt khó khăn, đơn vị miễn phí hoàn toàn chi phí lắp đặt. Vì vậy, 2 tháng đầu năm 2018, nhà máy đã đấu nối và lắp đặt được cho hơn 400 hộ, chủ yếu là hộ nghèo. Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 04 của Ủy ban Nhân dân tỉnh chống lấn chiếm, vi phạm hành lang an toàn giao thông, xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông mùa lễ hội đầu xuân năm 2018, đặc biệt khu vực đền Đồng Bằng. Xã An Lễ đã tiến hành mở rộng 2 bãi xe trong khuôn viên đền Đồng Bằng nhằm đáp ứng nhu cầu của khách tham quan. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng tiến hành các biện pháp tuyên truyền vận động, giải tỏa 92 quán bán hàng sử dụng trái phép lòng lề đường từ trung tâm đền chính ra đến đường DH73. Hiện nay, đường vào đền đã cơ bản thông thoáng, không có hiện tượng ùn tắc giao thông xảy ra. Giao thông từ quốc lộ 10 đi xã An Quý và đường tỉnh 216 cũng dễ dàng đi qua khu vực đền Đồng Bằng. Xã An Lễ bố trí lực lượng an ninh thường xuyên tuần tra nhắc nhở các hộ kinh doanh buôn bán không bày bán hàng hóa ảnh hưởng đến hành lang giao thông. Các xe ô tô khách đến tham quan lễ hội đầu năm được hướng dẫn đậu đỗ đúng nơi quy định. Ngoài ra, xã còn làm cổng chào vào đền, hướng dẫn khách tham quan đi đúng trục đường dẫn vào đền, tránh rẽ ngay tại chân cầu vật vốn là một điểm đen tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít phút nữa là lễ hội đền Trần xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà chính thức được khai mạc. Và ngay sau đây, phóng viên Trọng Long có mặt tại hiện trường đưa tin về không khí trước giờ khai mạc. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này thì mọi công việc chuẩn bị cho khai mạc lễ hội đền Trần đã được ban tổ chức chuẩn bị chu đáo. Công tác trang trí khánh tiết, chuẩn bị nội dung chương trình đã được hoàn tất. Công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh an toàn lễ hội, phòng chống cháy nổ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. Điểm nhấn trong chương trình khai mạc lễ hội tối nay là vở cải lương Đức Vua Phần Hoàng Trần Nhân Tông do 50 diễn viên và nhạc công đoàn cải lương Thái Bình thể hiện. Và đứng cạnh tôi lúc này là ông Nguyễn Công Khanh, trưởng phòng văn hóa huyện Hưng Hà. Thưa ông, là ông có thể cho biết là vở cải lương Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã được chuẩn bị như thế nào, cũng như là ý nghĩa của vở cải lương này là gì ạ? Theo thông lệ hàng năm thì trong chương trình khai mạc lễ hội đền Trần Thái Bình, ban tổ chức thường lựa chọn một cái chương trình văn nghệ đặc sắc để chào mừng khai mạc lễ hội. Với và Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông, chúng tôi xây dựng với cái nội dung để nói về công đức của một vị vua. Dù chưa tới giờ khai mạc, nhưng lượng du khách về tham dự lễ hội đền Trần đã rất đông. Du khách tỏ ra yên tâm khi tới tham dự lễ hội bởi công tác an ninh được tăng cường, công tác tổ chức lễ hội được tổ chức quy củ hơn. Tôi rất là háo hức cái được xem cái lễ khai mạc của lễ hội đền Trần. Năm nay thì quy mô về cơ cấu tổ chức của ban tổ chức thì cũng rất là thuận lợi cho người dân đến từ cái khâu gửi xe và cái vào thắp hương. Lễ hội đền Trần năm nay diễn ra từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 5 tháng 3. Ý nghĩa hơn, lễ hội năm 2018 cũng là dịp kỷ niệm 730 năm quân dân nhà Trần chiến thắng quân Nguyên Mông xâm lược. Đây là dịp để các tầng lớp nhân dân tỉnh Thái Bình, đồng bào và du khách thập phương về thắp nén tâm nhang, tưởng niệm và tỏ lòng tri ân tới các vị vua triều Trần, Thống Quốc Thái Sư Trần Thủ Độ, Linh Tử Quốc Mẫu Trần Thị Dung, Quốc Công Thiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, cùng Hoàng Thân Quốc Thích của nhà Trần.
Lễ khai mạc sẽ được Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình tường thuật trực tiếp sau một ít phút nữa. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình cũng xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự trên trang web thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go, trên YouTube hoặc Facebook của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.